năm 1935. Liên quyền không có liên công, đến nhà là công công. Trời ơi, quản à, sao anh lại vụng về quá vậy? Anh không sao chứ? Công, sư phụ. Quản à, hả? To sát như trâu có ích lợi gì chứ? Luyện câu không luyện quyền, giống như thuyền không lái gì đó. Xin lỗi sư phụ. Anh ba à, chứ phải em đang làm việc sao? Trời, sao lại bị thư như vậy chứ? Sao vậy? Em trai tốt của chúng ta nè, lúc này trước cửa công ty bánh quá đã đánh nhau với người ta đó. Em đã đếm rồi, có đến 40 mấy người lần đó, đánh đến rối tung một mình. Còn nó đánh không lại người ta, vì người ta đánh đến sưng dù nè. Chị còn nói nữa, lúc nãy chị không giúp đỡ chút nào hết đó. Ở này anh ba, anh phân xử giùm đi. Thằng Hòa, thằng Giai cũng coi như là người trong nhà rồi. Tụi nó bị ban Triều Châu ăn hiếp ra mặt, dành hết công việc của tụi nó với một người trong nhà như em á, có phải nên giúp đỡ không? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đã kêu em đừng có tối ngày kiếm chuyện gây rồi. Đủ rồi, khoan chửi ảnh đã, bẻ khớp giùm cho ảnh trước đi. Chị đó, bẻ lại khớp rồi mới nói đi, không người đâu nói với em. Kỳ Đệ Phu, Nhân à, lấy nước tới đi. Kỳ Đệ Phu ông sao rồi? Anh Thắng nói ông bị người ta đánh đến ói máu luôn hả? Tôi không phải bị người ta đánh ói máu, tôi bị người ta đánh đến gãy hai cây răng. Sao là như vậy chứ? Gần đây có rất nhiều người kêu tôi chẩn bệnh cho họ. Tất cả họ toàn thân đều run rẩy, khoang miệng thì lở loét, còn da mặt thì đỏ ửng. Nếu như không biết thì tưởng đâu sắc mặt họ tốt lắm, thật ra họ đã bị trúng độc thủy ngân, nên mới truy hỏi họ. Họ nói là đã uống cái gì thần quy đại lực hoàng của hãng dược Thất Tỉnh đó. Thần quy đại lực hoàng, năm gió đầu lớn của Quảng Châu để liên kết giới thiệu mà, còn tốn rất nhiều tiền để quảng bá nữa. Thì đó, em nghe nhiều người nói là họ có uống, với lại là công hiệu lắm. Ê, công hiệu thì công hiệu, uống nhiều quá sẽ bị di chứng đó, cho nên tôi mới kêu bệnh nhân đừng uống nữa. Rồi, cha con chị Đức không giữ vậy sao? Ông nói vậy nên đánh ông hả? Nè, người khác thì không biết thôi, cô sư phụ không lý nào không biết. Tên Đoán Mạng Vinh Vạn Quân đó, hắn dẫn theo vài thuộc hạ tới đây, bây giờ tháo từ đường vậy rầm rầm rộ rộ, phá đến cả y quán của tôi như vậy nè. Hắn nói thuốc gì đó của chúng không có vấn đề gì hết, tại tôi bôi nhỏ chúng, cho nên hạn cho tôi trong vòng 7 ngày phải đi tìm từng bệnh nhân một để đính chính cho chúng. Đương nhiên là tôi không chịu rồi. Hắn vừa nghe tôi nói không chịu liền ầm ầm tát bên phải tát bên trái. Cậu coi, gãy hai cái răng. Bây giờ phải tính sao đi, chuyện gì cha con họ cũng dám làm đó. Trần Đại Phu à, chúng ta không thể động chạm với đám lùng manh đó được đâu. Nàng hay là vậy đi, thôi thì ông đính chính với họ là được rồi. Cậu điên quá đi, 16 tuổi tôi ra đời chữa bệnh, trách nhiệm của tôi là cứu người mà. Nếu đính chính cho chúng, tức là hai người rồi. Cô sư phụ thành thật mà nói, bộ xương già của tôi đã xác định ở lại đây rồi. Nếu như hai cha con họ Vinh muốn tới phá hoại, thì cứ kêu chúng tới phá đi. Trần Đại Phu à, cái vô thật sự mấy chục tuổi, không sợ người ta làm thịt. Nhưng mà tôi thấy sợ đó. Sao? Ôi sao cậu sợ chứ? Bệnh của tôi trong cậy vô ông mà. Vậy cũng phải. Nhan à, em đi hẹn với tất cả bệnh nhân của Trần Đại Phu tới đây cho anh. Với lại ai uống lô thuốc này, em hẹn với họ khoảng buổi chiều tới Đại Tam Nguyên đợi. Anh về Trần Đại Phu sẽ đính chính cho họ. Cậu Quân, gặp cậu thật may quá. Tôi cứ sợ cậu không đợi tới uống trà chứ. Anh tới đây để làm gì? Không, cậu hẹn Trần Đại Phu tới đính chính cho cậu mà. Tôi thấy rảnh rỗi nên thay mặt Trần Đại Phu tới đây đính chính cho cậu đó. Tới Đại Tam Nguyên đính chính sao? Cậu Quân, tôi hiểu cậu lắm. Cậu cái gì cũng đòi hoài hết, đòi làm rình rang. Cậu yên tâm đi, bảo đảm lát nữa rình rang. Từng uống thần quy đại lực hoàng, nghĩ đến uống thần quy đại lực hoàng, đã xảy ra chuyện, chưa xảy ra chuyện và sắp xảy ra chuyện. Tôi kêu tất cả bọn họ tới đây đồng loạt đính chính cho cậu. Vô đây, vô đây, vô đây. Sao? Có đúng là đại lực hoàng không có gì không? Đúng rồi. Im lặng đi, im lặng, im lặng. Im lặng. Hôm nay tôi kêu mọi người cùng tới đây là muốn đính chính cho cậu Quân một chút. Gần đây có tin đồn nói là thần quy đại lực hoàng của hãng dược Thất Tỉnh có vấn đề. Ê, theo tôi thấy làm gì có vấn đề chứ. Nó không chỉ có vấn đề mà còn giống như tiên đan vậy. Uống vào có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng bệnh, yếu ớt thành tráng kiện, tráng kiện thành kim cang. Người già cả lão hoàng đồng, toàn thân mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Còn những người sắp đi bán muối và chuẩn bị đi, uống hai viên vào sẽ thế nào?
lập tức anh tự hồi sinh ngay của cưng ha. Không phải à cố sư phụ à, tôi uống đại lực hoàng này được 8-9 ngày rồi, bây giờ mặt của tôi đỏ ửng hết nè. Trần đại phu nói có thể tôi bị trúng độc thủy ngân nữa đó. Anh đừng nghe lão già đi nói, da mặt hồng hào tốt lắm đó, cũng như thần quy đại lực hoàng thôi. Đâu có, sau khi tôi uống đại lực hoàng á, suốt ngày cứ đi tiểu đêm mà. Phải anh cứ đi tiểu đêm là do anh suy thận, liên quan gì tới thần quy đại lực hoàng chứ. Đâu có, tôi uống vào miệng bị lỡ hết trơn rồi. Anh lỡ miệng do anh nhiều chuyện thôi. Anh còn nhiều chuyện đó, thần quy đại lực hoàng có vấn đề thì không chỉ bị lỡ miệng đâu. Ê, thật sự giống như lão già là vậy, bị người ta đánh gãy răng, cho nên mới nói thần quy đại lực hoàng không có vấn đề. Mọi người nói theo tôi nha, thần quy đại lực hoàng tốt, thần quy đại lực hoàng tốt, thần quy đại lực hoàng tuyệt, thần quy đại lực hoàng tuyệt, thần quy đại lực hoàng kêu la qua qua thần quy. Nói xong chưa? Cậu kêu tôi nói mà, tôi làm sao biết anh nói đủ chưa? Tôi nói đủ thì đủ, nó không đủ thì không đủ thôi. Thật ra anh muốn cái gì đây? Cậu kêu lão già này đến chính cho cậu chứ gì. Đúng lúc ông bị người ta đánh gãy răng nên tôi mới tới giúp cho ổng, đính chính cho cậu thôi. Nếu anh không đi thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ý, nghe giọng nói của cậu, nhìn thái độ của cậu, không lẽ thần quy đại lực hoàng thật sự có vấn đề sao? Phải đó, phải đó. Còn gì nữa? Lên. Ê, đông người như vậy tức là tôi phải sợ lắm. Mọi người cũng thấy đó, tôi không phải đánh nhau đâu, tôi chỉ chống trả tự vệ thôi. Có đúng là muốn đánh nhau không? 8 giờ tối nay gặp nhau bãi đất trống gần miếu hoàng đế. Đây là đại tam quyên, là nơi sang trọng đó. Lỡ là bể chén dĩa bàn ghế tính sao đây? Chúng ta về. 8 giờ gặp. Về đi. Không cho chúng đi. 8 giờ tối nay, 8 giờ tối nay tao cho mày làm quan nha. Nè, anh ba. Mọi người còn nhớ biệt danh nổi tiếng của cố sư phụ hay không? Giáo đầu gì cũng hiểu. Cố sư phụ, có hiểu cách làm máy bay cho chúng tôi ngồi không? Hiểu phải không? Ngay cả máy bay cố sư phụ cũng biết làm đó. Cố sư phụ, vậy có hiểu cách làm đại pháo không? Mọi người có nghe không? Ngay cả đại pháo cố sư phụ cũng biết. Đúng là giáo đầu gì cũng hiểu. Thôi được rồi, được rồi. Coi như là chúng tôi sai, chúng tôi quấy đi. Tôi đến tới xin lỗi anh. Anh tha cho anh ba tôi đi được không? Cố sư phụ, đại tổng thống sắp dựng ngôi rồi, vậy anh có hiểu cách làm không? Chà, thì ra ngay cả đại tổng thống cố sư phụ cũng hiểu cách làm. Buông ra. Dinh Nhạn Quân, anh đừng có nên quá đáng như vậy. Anh có tâm gián hay không vậy? Dạ có. Không cần phải phiền phức như vậy, để tôi tiện hắn một đoạn. Đa. Các người định làm gì anh tôi? Anh ba. Anh sao rồi anh ba? Tránh ra. Đỡ cậu ta vậy. Tránh ra. Anh ba. Tránh ra. Anh ba. Tránh ra. Anh ba. Đỡ cậu ta vậy. Sao rồi? Anh ba. Anh ba. Cẩn thận. Sao rồi anh? Đỡ cậu ta vậy. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Đi. Cẩn thận. Dừng lại, khoan đã. Tự nhiên anh ta bị bệnh suy tái phát. Phải rồi, phải đó, tôi đừng cản đường nữa. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Phương Tiện. Tôi có thuốc này có thể giúp anh mở rộng lại khí quản. Nếu không anh sẽ có nguy cơ bị nghẹt thở, không chừng sẽ đe dọa tính mạng. Cô đừng cản đường nữa. Tôi không tin những thứ của dân Tây Dương đâu. Không phải đường à, trung y chúng ta chú trọng chữa trị tận gốc, nhưng mà muốn công hiệu nhanh hơn thì Tây y rất tốt. Anh ba, hay là anh thử đi. Thử đi. Phải rồi, thử đi.